Xin chào toàn thể bà con. Hôm nay nông cơ Đức Châu, Đức Nông xin giới thiệu đến bà con một lô máy xới đất, làm cỏ lên luống, máy tạt luống, vun luống, quay đất, cày đất, hàng nhật bãi, còn mới, rất mới luôn. Đầu tiên là con TG750 Kubota. Con này có giá là 8 triệu. Rất đẹp, còn rất mới luôn. Máy móc bảo hành, bao xài. Sau đến con Iseki C53, động cơ UHV hết. Những dòng này là những động cơ UHV hết ạ. Con này có giá là 7 triệu, còn rất mới, bao xài luôn ạ. Tiếng con này là con Iseki C63, lớn hơn con C53. Con này có giá là 7 triệu rưỡi. Cực kỳ mới, rất mới, rất đẹp. Động cơ hệ UHV. Rồi tiếp theo là đến con Chibura KM700, chuyên đảo luống, đảo đất, cày đất, vun luống, ép luống. Đây là cái lưỡi tạt của nó, lưỡi lên luống, vun luống của nó. Lưỡi đảo đất của nó đây. Rất là mới, rất nét. Có thể quay 360. Cái càng của nó có thể quay 360 độ. Đây, bóp ở chỗ cái tay này, cái tay này là có thể xoay 360 độ được cái này. Vừa có thể lái đằng trước, có thể lái đằng sau được. Đó, có số tiến, số lùi đầy đủ. Đó, đấy. Đó, xoay 360 độ. Tiếp theo là đến con Kubota TX500. Xin tạt đất lên luôn. Con này có giá là 5 triệu rưỡi. Chuyên tạt, xới tạt, xới đất, cày đất, phay đất, tạt đất, tạt luống. Tầm trung, nhẹ nhàng. Dòng này là dòng tầm trung trung, không lớn như những con đầu tiên. Tiếp theo là đến con này là con chuyên lên luống này, chuyên đánh luống, cấy làm rau màu các loại. Chuyên tạt đất lên luống đây. Cũng xoay 360 độ luôn. Đây, đó. Tạp rất nhiều đây. Đây là những dòng tạp rất nhiều luôn. Đây là con xới một giò, cũng chuyên về tạt đất này. Đấy, Katazuka này. Hàng Nhật bãi nha bà con. Con này có giá là 5 triệu rồi bà con. UHV. Động cơ UHV nhá hết. Đây là con Mitsubishi xới mini, máy cào cào, xới cóc. Làm vườn gia đình rất là hợp lý. Này thì không phải cuốc. Con này có giá là 4 triệu. Động cơ UHV Mitsubishi.